Du khách tẩy chay bánh mì Phượng, chủ quán cam kết không tái phạm. Sáng ngày 28 tháng 12, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Minh An, thành phố Hội An, Nguyễn Trần Vũ cho biết, phường đã mời chủ quán bánh mì Phượng lên làm việc vào chiều hôm qua, ngày 27 tháng 12. Trong buổi làm việc, bà Phượng, chủ tiệm bánh mì đã cam kết sẽ chấn chỉnh lại thái độ của nhân viên khi tiếp đón khách hàng và hứa sẽ không tái phạm nữa. Bà Phượng cũng đã trực tiếp gửi lời xin lỗi đến nữ du khách, đồng thời đã đăng tải lời xin lỗi mọi người trên trang cá nhân của mình. Cùng với đó, chính quyền cũng yêu cầu chủ cửa hàng phải để bảng niêm yết giá nơi du khách dễ thấy nhất. Hiện bảng niêm yết giá này nằm sâu phía bên trong, khách hàng khó nhìn thấy, ông Vũ nói. Trước đó, cộng đồng mạng chia sẻ rầm rộ dòng trạng thái của tài khoản Facebook UP với tiêu đề "Tẩy chay bánh mì Phượng Hội An". Nội dung bài viết thuật lại việc một vị khách nữ từ thành phố Hồ Chí Minh đến Hội An du lịch và mua bánh mì tại quán trên. Điều đáng nói, vị khách này đứng xếp hàng gần 20 phút để đợi một khách mua gần 30 ổ bánh mì. Khi đến lượt của mình, vị khách này gọi 4 ổ bánh mì, 1 ổ không cay, nhưng chỉ nhận được sự im lặng của nhân viên. Những người xếp hàng sau chị lại được nhận bánh mì ra trước. Nữ du khách này kể tiếp, câu trả lời của người bán sức sược, thái độ hách dịch liếc lườm. Vì tội mua nhiều hơn mấy người sau 4 ổ, vậy còn công sức tôi đứng chờ 30 ổ mất hơn 20 phút thì sao? Lý do có sự việc trên theo vị khách này nhận định là vì chị tới từ thành phố Hồ Chí Minh, nói giọng miền Nam hoặc chỉ đơn giản nhìn chị không ưa mắt mấy người bán. Sau khi đăng tải bài viết, đã có hơn 6,8 nghìn lượt bày tỏ cảm xúc, hơn 1,3 nghìn lượt chia sẻ và 3,6 nghìn bình luận. Đến tối ngày 27 tháng 12, một tài khoản có tên Trương Thị Phượng Phượng, chủ quán bánh mì Phượng đã lên tiếng xin lỗi. Người chủ quán đã rất sốc khi nhận được phản hồi của khách hàng như vậy. Tài khoản này giải thích, sự việc hôm đó chỉ đơn giản là thiếu sót của nhân viên, không quan sát người trước người sau, nên một bạn trẻ cảm thấy bức xúc, bốc đồng rồi viết bài đăng. Trong quá trình bán hàng, có một nhân viên thực sự không được khôn khéo trong cách đối xử, tôi cũng đã quán triệt, đến nay đã rất tốt. Sự việc hôm trước chỉ là bán trước, bán sau thôi, mong mọi người hiểu và thông cảm. Chủ quán bánh mì Phượng cũng cho rằng do giọng nói của nhân viên nên khách hàng có thể hiểu nhầm. Về giọng nói, đa phần các em đều là người Quảng Nam và ở quê nên nói giọng đặc chất Quảng Nam vậy đó. Sự việc trên đây cũng một phần sai sót bởi nhân viên, tôi thay mặt xin lỗi cộng đồng mạng cũng như bạn trẻ hôm đó. Mong mọi người nhìn nhận một cách chân thực tại bánh mì Phượng. Gia đình chúng tôi cũng đã hết mình phục vụ quý khách trong 35 năm qua và chúng tôi cũng rất biết ơn.